Không phải, đưa nguyên vô rẻ không mà còn thấy cái gì nữa không? Cái gì nữa? Hai viên tiên đơn. Trời ơi, tiếp anh ơi, mày ra đây, mày muốn nhảy ra đây, nhảy đi. Đây, 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 ói luôn hả chị? Sao chị? Chị nói cái coi. Ói rồi nè. Tràn bác không luôn chị. Rồi, tiếp với chị. Bự vậy. Dạ vậy thì. Tiếp luôn. Thưa quý vị, 24 chữ như hoa là quý vị đọc giải và của chú chí mình được nhận số còn lại giá. Và dòng loại tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng loại 40.000 đồng một là vé cho giá trị giải thưởng đó là một chỉ vàng. Wow! Với ba dòng loại này chúng ta khoan dừa sẽ giới thiệu tình trạng phân số. Dạ. Và còn ai đọc giải được bước lên sân khấu giùm em nha. Có ai chung trùng quý vị mình giờ là vé lên giùm em nha. Để em nhận thấy quý vị ha. Và nếu không chúng em xin phép được kiểm tra là vé cho chuyện này. Xin mời anh trai. Dòng loại 348. Dạ, 348. Đúng nhiều được lắm là ơi. 24. Có 1. 38. 38. Có 2. 11. 11. Có 3. 6. Gì vậy? Số 6. Số 6. Đúng hợp lệ. Qua tòa hợp lệ thì chị Phụng ơi, chị Phụng ơi. Cầm lá vé và cho một vị khán giả kiểm tra giùm em, tại vì có một người đọc giải thôi. Và em xin tặng My ơi, tặng con gấu bông đây nữa là My ơi. Vâng ạ, à, em xin mời anh đọc. Dạ, anh trai, anh đọc lên giùm em từng con nha anh nha. Dòng loại 348. Cái gì để lỡ lên đồng đội không có nghe. Dòng loại 348. Đúng hiểu đúng lợi. 24. Có 1. Số 6. Có 2. 38. Có 3. 11. Dạ hợp lệ. Rồi em sẽ tặng cho anh một con gấu. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ cảm ơn anh trai. Vâng, kính thưa quý vị và chị gái, chị có một mình chị đọc giải thì chị sẽ nhận về trọn vẹn giá trị giải thưởng đó là 5 phân vàng. Đây là 5 phân vàng của chị cầm kiểm tra cho em. Rồi bây giờ mình sẽ chụp một bức ảnh lưu niệm cùng với lớp tương lai nha chị nha. Ừ, chụp ảnh ạ. Cười vui lên nha. 2 3. Nói vậy thôi chứ nãy giờ đâu ai chụp gì. Đâu ai chụp đâu. Tụi em đâu có tiền đâu thuê người chụp, chị cảm ơn chị nha. Dạ cảm ơn, cảm ơn chị đã tạo dáng giùm tụi em. Cảm ơn. Trời ơi cái vàng của tao là tiễn mới về mà cầm cái vàng ở trong cái con này dễ sợ. Từ chị rút cái túi lại coi chừng nó rớt vàng. Dạ trời ơi má ơi. Vâng, kính thưa quý vị và dòng lại tiếp theo, nếu mà chị chụp là 30.000 đồng thì chúng ta sẽ nhận về đó là 5 phân vàng, thì dòng loại này giải thưởng gấp đôi. Lẽ ra là vé phải là 60.000 đồng quý vị nha. Tuy nhiên là vé trong loại này chỉ có 40.000 đồng thôi. Cho nên rất là mong quý vị sẽ ủng hộ cho là vé của trong loại này thưa quý vị. Và ngay từ bây giờ quý vị mình ơi, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về sân khấu để chào đón tiết mục tiếp theo đến từ người đẹp Linh Anh và người đẹp tài năng trẻ Thiên Minh.
Vâng, và một tràng vỗ tay cho Dạ Kim Minh và người đẹp Linh Lan ạ. Và người đẹp Ái Liên. Ái Liên là cùng với vũ đoàn Đồng Viện nè. Chị khoan để tâm sự giúp cái gì cái. Đâu rồi? À Ái Liên rồi, Ái Liên. Ái Liên xúc hết. Ông An Dương Dương á, thời đó mà cũng có khẩu trang đeo luôn. Ông nhảy xong cái gâu ông văng lên mũi luôn. Thiệt luôn hả? Đâu? Dạ, phải nói là rất là tội nghiệp ạ. Dạ, đây. Và chị em Phụng đã thức qua 3 đêm để diễn qua giữa chỉ có 5 phút trên sân khấu thôi. Cũng mong rằng khán giả hãy xứng đáng dành cho một tràng vỗ tay nữa đi ạ. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ. Thật sự tất cả những cái vai diễn này á là để phục vụ cho quý vị. Thật sự quý vị là nguồn động lực cho tất cả các anh chị em trong Lô Tô Hương Nam. Nhiều khi phải thức và tập cho tới 7-8 giờ sáng luôn á quý vị. Và đây là sự thật ạ. Dạ chúng em dạ. Em còn ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng thì mình hôm nay không ngủ một giấc nào luôn. Vâng ạ. Dạ, cho em một tràng vỗ tay đi quý vị. Để kích lệ tinh thần dùm cho tụi em luôn nha quý vị nha. Dạ, đây, Thiên Minh, Linh Anh và Hải Liên. Vô chồng nghi mệt đi mấy em. Rồi dạ, một lát mình còn nhiều lắm ạ. Dạ, phần 2.